Chúng ta tiếp tục với thao tác nhập chi tiết thành phẩm với nội dung như sau. Chúng ta chọn biểu tượng nhập kho thành phẩm, chọn tháng nhập kho, nhập ngày xuất vật tư để sản xuất thành phẩm. Ví dụ tôi chọn cuối tháng. Số hiệu chúng ta chọn số hiệu nhập kho thành phẩm. Lô sản xuất chúng ta chọn ô cửa sổ và lựa chọn lô sản xuất cần sản xuất. Ở đây tôi chọn lô tháng 8. Ở cột thành phẩm chúng ta enter để chọn mã thành phẩm. Ví dụ thành phẩm 01, nhập số lượng cần sản xuất. Các bạn quan tâm đến cột phế liệu thu hồi. Nếu có phế liệu thu hồi, chúng ta sẽ nhập mã của phế liệu thu hồi và tỷ lệ của phế liệu thu hồi, cũng như là đơn giá của phế liệu, lượng phế liệu và giá trị của phế liệu, chương trình sẽ tự động. Và cùng với nhập thành phẩm, nếu có dự gian đầu kỳ và dự gian cuối kỳ, các bạn cũng nhập giá trị tương ứng và tỷ lệ phần trăm tương ứng. Nếu không có thì các bạn cứ để trống. Sau đó các bạn enter hoặc click vào dấu sao. Cũng tương tự như mã thành phẩm trên, các bạn lần lượt nhập toàn bộ mã thành phẩm cần sản xuất trong lô hàng tháng 8. Lưu ý với các bạn là ngày nhập thành phẩm, chương trình sẽ tự động đưa vào ngày đầu tháng. Và ở ô tự động xuất nguyên vật liệu từ kho, khi chúng ta chọn tự động xuất nguyên liệu, thì nguyên vật liệu sẽ được tự động xuất theo định mức khi chúng ta tiến hành nhập thành phẩm. Và nếu trường hợp bạn không chọn xuất nguyên vật liệu thì chương trình sẽ không tự động xuất. Vì vậy chúng ta sẽ chọn tự động xuất nguyên vật liệu từ kho. Cuối cùng chúng ta chọn nút ghi để thực hiện tính giá xuất nguyên vật liệu, tiêu hao và nhập kho thành phẩm tự động. Thông qua thao tác trên, chương trình sẽ tự động tạo ra phiếu nhập thành phẩm, đồng thời cũng tạo ra một phiếu xuất vật tư theo tỷ lệ tiêu hao. Để xem được chứng từ nhập thành phẩm và chứng từ xuất vật tư theo tỷ lệ tiêu hao, thì chúng ta vào phần này chi phí tổng hợp, chọn nhập chứng từ theo giao diện cũ, sau đó chọn cửa sổ thứ nhất, lựa chọn tháng cần xem, bỏ phần tổng hợp và chọn phần nhập vật tư và xuất vật tư. Tiếp theo, điều kiện liệt kê, chúng ta chọn mục công trình sản phẩm, gõ tháng 8 và bấm liệt kê. Đây là chứng từ kết chuyển thành phẩm hoàn thành và đây là chứng từ xuất nguyên liệu cho sản xuất, tương ứng với định mức mà chúng ta đã làm cho từng thành phẩm.